Ừ, mới ăn xong. Có chứ, dữ á. Hai nữa, đau cay miết thôi. Đau cay từ trong Tết cho đến ra Tết luôn. Thế Thế à, đầu năm cũng cho họ đau cay nữa, mới ghê trời ơi. trời ơi nữa. Sao không thấy Ừ. mặt? Sao chị thấy được cái mặt thôi, con mắt đâu rồi? Hử? Ôi, con có đi học không? Đi học ở trường hay là online? Sao giờ cô nghe không được nhỉ? Hồi nãy nghe được, bây giờ không không ổn định cho lắm. Được chưa? Không, cô chưa nghe được. Nhưng hồi nãy thì nghe rõ này. Bây giờ cô không nghe con nói. Chập chờn lắm. Con nói to một tí nữa đi. Ok, vậy mình vào học luôn nha. Now look at picture number 2 to number 7 and write the places under the pictures. Number 2 là gì con nhỉ? Bây giờ cô chia sẻ nha, con có cần chia sẻ không? Number 2 là gì nhỉ? Có hình number 2 ấy. Cô chia sẻ chuột nha, con cần chia sẻ không? Chưa? Như con nó làm phải không? Ừ? Sao cô không nghe con nói gì hết ạ?
Okay. Park. Park. Đây sẽ là có chữ S nhỉ? Park. Ôi, nghỉ Tết xong lại quên mất nữa rồi. Mọi khi đã quên là Tết xong rồi quên hết luôn. Rồi. Number 3 nào. Four. File là gì nhỉ? Không nghe con nói gì hết luôn. Con không nghe một tiếng gì bên phía con hết luôn. Hồi nãy thì nghe bình thường ấy. Rồi bây giờ nghe rồi nè. Nó vào file là gì? Đấy này. 1, 2, 3. Nó vào file là dạng giống như là một cái building. Và họ xây dựng từng cái lô như thế này để cho người ta kinh doanh và có rất là nhiều mặt hàng. What is it? Restaurant? Strong. Number 6. Seven. Try and look at the picture here. You have a ball. Cái này là một cái nơi mà mình có thể chơi nhiều cái môn thể thao.
Stadium. Okay. Now let me check. Number one, two, cinema, stores, hoặc là shop cũng được. A pool. Number seven là nếu như mà là stadium là một cái sân mà người ta ngồi trong, người ta xem ấy, người ta xem những trận đấu thì mình sẽ gọi là stadium, sân vận động. Còn một cái nơi mà mình có thể chơi được nhiều môn thể thao thì sẽ gọi là sports center. Okay, now let's say the word from picture 1 to picture 7. Pause. Cô không nghe được con nói kìa. Đây là con phải đưa gần thêm tí nữa hoặc là con đang nói hơi nhỏ. Yes. For sports center. Sports center. Không được ổn cho lắm. Okay. Now look at picture number. Let's see, write the places under the pictures. What can you see in picture 3? What can you see in picture 3? What can you see in picture 3? Cô nói nhỏ âm lượng tí nè. Hey, picture number 3. What can you see? Cái này là một ngôi nhà. Yeah, this is a house. Nhưng mà người ta muốn biết là trong cái picture number 3 con thấy gì? What can you see ma? See gì nhỉ? What can you see? Vậy trên cái nhà thì mình có gì nhỉ? Nếu nhìn như thế này thì mình có thể thấy gì? Window và door. Does this look like your house? Look like là giống. Khi mà từ look đi với like như thế này là giống nha. Giống vậy cái này, cái ngôi nhà này có giống với nhà của con không? No, it's not. Nhà của con nhiều tầng hơn. This is what can you see in picture 5? In picture 5, bây giờ con có nhìn vào trong đó và thấy gì thì con sẽ liệt kê ra cái đó. Okay, ở đây là shops.
Vậy shop này con thấy gì nhỉ? Shop này mình thấy gì? Con nhìn đi xem thử là mình thấy gì ở ở bức tranh thứ năm, ở bức tranh này nhỉ? Items. Okay, items, what are they? Phải đó là những thứ gì? Maybe some clothings. Hay là không nhìn rõ nhỉ? Oh, I can see a TV, a television. Yeah. I see. Do this shop look like your shop in your town? Now this one is a place you went to yesterday. Cô nghe con nói, thành ra nãy giờ cô không nghe con nói gì luôn ấy. Giống như mà cô một mình cô đọc thoại ấy. Hả? Thế nên có là con phải nói to thêm một xí nữa hay sao ấy? Con đang dùng máy tính hay điện thoại? Nhỏ lắm, không nghe được luôn. Cô tắt quyền chia sẻ. Rồi, bây giờ con nói đi, ta xem thử là được chưa nào. Cô chỉ thấy được khẩu hình miệng thôi. Được rồi, nhưng mà vẫn nhỏ. Con nói to đi. Được rồi nè. Hay là do con nói nhỏ quá? Okay, bây giờ nghe được rồi nè. A place you went to yesterday. Câu này có nghĩa là câu này dịch sao nhỉ? Câu này dịch như thế nào? Con dịch đi. A place you went to yesterday là một nơi mà bạn đã đi vào ngày hôm qua. Thì cái chữ went này là con nhớ nó quá khứ của từ go. Mình đang nói về thì quá khứ đơn đấy. Được chưa? Cái này có ba dạng này, chữ go nó có ba dạng. Một là go, when và gone. Nhưng mà cái dạng này thì con vẫn chưa học đến. Là một cái nơi mà bạn đã đi vào ngày hôm qua thì đó là nơi nào nhỉ? Câu trả lời mình có thể nói là I went to. I went to.
I went to the pool. I went to the pool. Okay. Yes, I was at the shop yesterday. Có hai cách để trả lời. Con có thể nói là I was, con có thể dùng tính từ. Tính từ tiểu was này là quá khứ của từ emr. Emr, được chưa? Thì vì sao phải gọi như vậy? Cái này tùy thuộc vào khi mà con chia. Con dùng she thì con sẽ chia e thành e này thành was. Được chưa? Nhưng mà con dùng we. Thay vì mình nói là we are thì mình sẽ chia are thành were. Đó là cách mình sử dụng quá khứ, dạng quá khứ của to be và quá khứ động từ thường. Lúc nãy cô dùng là I went thì cô đang sử dụng động từ thường của go. Cô không sử dụng was. Okay, your favorite place. Favorite place. What is your favorite place? Con speak đi. Cái này là nói mà. Cái nơi mà mình yêu thích là nơi nào nhỉ? Hả? Dạ, một cái nơi yêu thích. Hospital? No. Sport center? At home? My favorite place is the park. Hoặc là I love going for a walk there. Cái này là một câu. Cái nơi yêu thích của tôi là công viên. Thì con có thể nói my favorite place is. Và tiếp theo là I love going for a walk there. Là mình nói tới cái mục đích. Vì sao nơi đó là nơi mình yêu thích. Thì ở đây mình có là I love going for a walk there. Lý do là tôi thích đi bộ ở đó. A place near your home. A place near your home. Near là gì nhỉ? Gần này. Gần vậy một cái nơi. Một cái nơi gần nhà của bạn. What is that place? Any place. Nơi nào mà gần nhà mình nhất? Cinema. Oh, park. Park. Quảng trường hả? Quảng trường thì mình sẽ có chữ gì nhỉ? Mình sẽ có từ square. Square trong chữ hình vuông ấy. Nhưng mà khi mình dùng square của quảng trường thì chữ S của mình sẽ viết hoa nha. There's a cinema near my house. There's viết tắt của từ there is a cinema near my house. Được chưa? Bây giờ những cái này thì mình có một câu trả lời này. To go to this place to buy things like food
or close. Okay. Picture number one, cái nơi nào là gì? Là nơi này là nơi gì nhỉ? A grocery store, cửa hàng, những cái cửa hàng giống như cửa hàng tiện lợi vậy. Không. Đây là một cái nơi mà bạn đi và mua đồ ăn giống như là thức ăn và áo quần. Bách hóa. Dạng dạng như vậy đấy. Now read picture number two and tell me what place is it. Number two. Read number two. Hồi nãy là cái... Bây giờ con phải đọc cái phần này nè. Badminton or basketball. Cái này là một... Sân vận động là stadium. No. Play. Nếu như mà stadium là mình watch... cục là cục có play, nhưng mà thường thường thì cái này sẽ không sử dụng, không sử dụng stadium đâu. Ừ, con đang tắt mic rồi kìa. Con đang tắt mic đấy. Con tắt mic của con rồi, cô không nghe con nói gì hết. Bây giờ con đọc cái phần năm, cái phần dưới này và đoán cho cô xem là nó nằm trong một trong bảy cái nơi mà hồi nãy mình vừa mới làm. Nhớ cái nhà mà có quả bóng và cái vờ không? Sports center. Let's no. Sports center. Phải không? Cái này phải sports center không? Phải không? Không, cái này không giống phòng tập gym, tại vì nơi này là người ta có thể chơi nhiều loại trò chơi giống như là tennis, badminton và basketball. Thì cái nơi phải có sức. Chắc nó lại là đây là bên trong của cái sports center, cái trung tâm thể thao ấy. Now, number three. People swim and play in the water in this. People swim. Swim, people swim and play in the water in this. What is this place? A pool? Not a pool. Cái này là pool nghèo nàn. Ok, sai, họ để sai thứ tự ấy, không sao. A pool, pool. Còn cái chữ mà con đang ghi mà có kết thúc bằng âm âm R, đọc poor, nghèo nàn, nghèo. Keep number four. People who are not well sometimes come here. People are not well like run nose come here sometimes. Stomachache, headache. They need to see a doctor. Không nghe rõ cho lắm. One more time. Đáp án này number 4 là gì nhỉ? Number 3 bây giờ cô không bật được, tại vì nếu cô bật cái cuối cùng nó sẽ lên trước. Thành ra xong hai cái rồi cô bật ra luôn.
office. Hospital. Hospital. Và cái này là a pool hoặc là a swimming pool. Ok. Hospital. Listen and write one word on each line. Có còn nghe rõ bên cô không? Hôm nay hơi ồn. Một tí, đợi một tí nha. Tại vì hôm nay mới vào xong rồi không có cái gì để giữ. Xong rồi chạy lông tóc. Mỗi khi là có người giữ, nhưng mà hôm nay nhiều người quá. Rồi, bây giờ mình nghe cái phần này nha. Con xem từ câu 1, câu 2 đến câu 5 đi. Và xác định cho cô ở trong này, bài này mình sử dụng thì gì? Words, when, saw, went. Yeah. Quá khứ, đúng rồi. Trong bài này mình đang người ta đang sử dụng thì quá khứ đơn. Thì con cứ nghe và để ý xem là người ta sử dụng một thì hay hai thì. Được chưa? Bây giờ mình nghe nha. Listen for example first. 33B. Last weekend. Last week. Listen and write where Paul was last week. Hello, Paul. I didn't see you last week. Yes, I know, Aunt Daisy. I'm sorry I didn't come and see you. One. Where did you go then? Well, on Tuesday, I was at the swimming pool. I went there with my school friends. So you went swimming on Tuesday? Yes. Two. On Friday afternoon, I went skating. Dad took me there in the car. At the sports centre? No, in the park. Right. Three. Did you go to the cinema? No, I didn't. I didn't like any of the films. I see. But there was a good film on TV on Saturday. I watched it at home with my brother John. Four. What about Wednesday? Were you at home that day? No, I wasn't. I went to the shops. What? You went shopping? Yes. Mum bought me some new clothes. Five. And on Thursday, I went to the hospital. Oh dear. Why? Were you not well? No. I went to see my friend's baby sister on Thursday. Oh, I see. Úi. Bây giờ nghe từng câu nha. 33B. Last week. Listen and write where Paul was last week. Hello, Paul. I didn't see you last week. Yes, I know, Aunt Daisy. I'm sorry I didn't come and see you. One. Where did you go then? Well, on Tuesday, I was at the swimming pool. I went there with my school friends. Okay. On Tuesday, Paul was at the pool with
his. Khi mình thấy chữ with thì mình hãy để ý là có khả năng là đang nói về người. Thì cái gì của bạn ấy nè? Cái gì của Paul? Cái từ his này thay cho Paul đó. With his school. Đi với ai nhỉ? Friends. With his school friend. Right, number two. So you went swimming on Tuesday? Yes. Two. On Friday afternoon, I went skating. Dad took me there in the car. At the sports centre? No, in the park. No, on Friday afternoon, Paul went skating in the... Is it in the sports centre? Người ta có nói địa điểm nữa. Tiếng là skating, Paul went skating. Và mình cần một cái nơi. Đó là nơi nào nhỉ? Đó là nơi nào? In the park. In the park thì có thể là con liên tưởng đến là trời lạnh. Thì ở những cái công viên thì sẽ có tuyết, thì bạn này đi đến đó để trượt tuyết. Rồi, number three. Right. Three. Did you go to the cinema? No, I didn't. I didn't like any of the films. I see. But there was a good film on TV on Saturday. I watched it at home with my brother John. Gì đây? Ý, rớt hết luôn rồi à? Hôm bữa nghe được rồi mà. With whom? With his. Cái người đó tên John, vậy cái người đó là ai của John? Ai của Paul? John là người quan hệ như thế nào với Paul nhỉ? Ba, vậy đây sẽ là daddy, father. Ok. Rồi, Paul saw a... Saw cái gì? Thế xong rồi quên hết rồi. Brother là phải brother, anh của John xem một bộ phim, a film, saw a film. Thì mình có hai cái, một là movie. Movie thì movie người ta sẽ dùng khi mình ở rạp, cinema thì người ta hay dùng là movie. Còn ở nhà thì người ta hay dùng chữ film. Phim mình xem ở trên TV ấy. Number four này. Four. What about Wednesday? Were you at home that day? No, I wasn't. I went to the shops. What? You went shopping? Yes. Mum bought me some new clothes. Number four, went shopping for? Four. Đi shopping để làm gì? Mua đồ, nhưng mà ở trong này bạn ấy nói là bạn ấy mua cái gì nhỉ? Và bạn ấy đi với ai? With his mom. Rồi bây giờ mình đã biết được đi với ai. Cho cô biết là bạn ấy mua cái gì? Mom mua cái gì cho bạn? Chết thôi.
Nghĩ nhiều quá. Clothes. Paul went shopping for some clothes. Câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng. Five. And on Thursday, I went to the hospital. Oh dear. Why? Were you not well? No. I went to see my friend's baby sister on Thursday. Oh, I see. Okay, Paul went to see his friend's baby. Went to see his friend's baby at the home. Thường thường nếu như mà at home thì sẽ không có chữ the, chỉ là at home hoặc là at my home, at my house như thế này thôi, chứ sẽ không có the đứng phía trước chữ home. Nhưng mà cái Paul went to see his friend's baby, cái gì đó, bạn của one more time nè. Nghe lại câu 5 thôi nha. No, I went to see my friend's baby sister on Thursday. Oh, I see. I went to see on Thursday. At Thursday, a place at the. Ở đây thì người ta có cái người ta để ngày, như câu từ câu 1 cho đến câu 4 thì người ta có để thứ ngày hết. Nhưng câu 5 thì người ta không để, nhằm để cho mình bị kiểu mà nghĩ đó là mình sẽ điền vào ngày ấy. At the thường thường là ở, thì mình ở đây at the thì mình sẽ chọn một cái nơi chốn. Còn mà để mà con điền ngày vào đó, ngày trong tuần ấy, thì sẽ có từ on, chưa? On mình thấy sau chữ on thì mình thấy phù hợp nhất sẽ là ngày trong tuần. Ý là đối với trường hợp này ấy. Như nếu mà con vân vân để điền ngày trong tuần hay là cái nơi chốn ấy, thì mình chắc chắn at the sẽ điền nơi chốn, không điền ngày vào đó. Ok. Now write where you were last week, then ask a friend. Last week, con còn nhớ là con đã ở đâu vào last week không? Từ Monday to Friday. Mẹ con ghi vào đi. Ở Tết mà con không đi chơi á? Tưởng đâu Tết mà không đi chơi nữa. Con đi đâu nhiều không? Tết ở ngoài con đi đâu? Đi lên Hà Nội á? Có chơi đánh bài không? Về quê. Rồi. Ở ngoài con có bị lạnh không? Trời thời tiết ấy. Bây giờ vẫn còn lạnh á. Ở hôm bữa cô ở ngoài Huế thì thời tiết ngày mùng 1 thì cũng lạnh. Rồi ngày mùng 2 thì đỡ nhưng mà vẫn lạnh. Không mưa. Có đến ngày thứ mùng 3 trở đi bắt đầu trời mưa và lạnh. Xong ngày mùng 4 xong cô vào Đà Nẵng luôn. Tại vì lạnh quá. Lạnh không ngủ được luôn. Thời tiết của con là bao nhiêu độ? Bao nhiêu độ? 15 thôi á. 15 lạnh quá luôn. Có mượn như cô ở ngoài Huế nhiệt độ khoảng tầm, nên nhiệt độ của cô ngoài Huế là tầm 18-20 ấy. Nhưng mà cô lạnh quá chịu không nổi. Bây giờ ở trong Đà Nẵng nắng này. Thời tiết đẹp, buổi ngày nắng, buổi đêm hơi lạnh, vẫn mở điều hòa bình thường.
Nhưng ngày đó mưa miết nhỉ. Hôm bữa có thấy là có một vài nơi ở miền Bắc sẽ bị âm độ nữa. Sẽ bị âm độ nữa đấy. Một vài nơi trong miền Bắc sẽ bị âm độ luôn. Rồi. Thôi hôm nay mình học đến đây thôi. Nghỉ nha. Tại vì mới ra Tết. Nhưng mà con cũng không nhớ gì hết. Nhớ ôn bài cho buổi sau nha. Ôn bài cho buổi sau. Con ngừng tốt nghiệp khóa này rồi đấy. Hả? Sao con? Khi nào? Tùy vào con học. Nếu như mà con nghĩ nhiều thì làm sao mà tốt nghiệp trong cái thời gian mà con dự định được. Nếu như mà con học đều một tuần 3 buổi, hiện tại bây giờ con học được 80 mấy buổi rồi. Hình như là con còn 29 buổi nữa là hết ấy. Cô xem nè. Mới mới đây thì cô thấy là con còn tầm... Con còn 26 buổi. Nếu mà con học đều thì tầm khoảng trong vòng 2 tháng. Khoảng tầm vòng 2 tháng thì con sẽ học xong đấy. Rồi, xong ha. Thôi mình nghỉ. Bà ôn bài cho buổi tiếp. Con nhớ ôn bài nha. Không ôn bài hôm nay không học. Con Cô không nghe gì hết luôn. Cô làm gì? Sao cô không nghe? Hay là con nhắn cho cô qua Zalo đi. Con nhắn qua Zalo cho cô đi. Cô không nghe gì hết luôn. Vậy bây giờ cô tắt nha, con nhắn cho cô qua Zalo đi. Được chưa? Rồi bye bye. Con gửi ở đâu rồi? Bye bye.